Thưa quý khán giả, để phục vụ cho sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Kiểm định Kiểm nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các phiên kết nối cung cầu công nghệ đến trực tiếp các đơn vị có nhu cầu. Cách làm này từng bước phát huy hiệu quả trong việc đưa khoa học và công nghệ gần hơn với nhu cầu của các đơn vị, mà đặc biệt là các đơn vị chế biến nông sản, thủy sản. Trong chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ này, chúng tôi có phóng sự đề cập. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Là một doanh nghiệp khởi nghiệp trên lĩnh vực sản xuất chế biến các sản phẩm từ yến, công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Sào Thiên Phúc Đồng Tháp cũng nhận được sự hỗ trợ rất thiết thực từ Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Kiểm định Kiểm nghiệm. Công ty được tham gia sàn giao dịch công nghệ, được kết nối với nhà khoa học, được tư vấn về quy trình chưng yến, giới thiệu máy móc. Đến nay, công ty đã hoàn chỉnh quy trình sản xuất các sản phẩm yến chưng, sữa hạt tổ yến. Thông qua sự kết nối này đã giúp cho công ty tiếp cận một cách nhanh nhất với những công nghệ, các loại máy móc mà doanh nghiệp đang cần. Thì em thấy là rất là mừng và mình được có người hỗ trợ tư vấn cho mình, chứ không phải như lúc xưa mình tự phải suy nghĩ rất là đau đầu, mình phải bỏ thời gian ra rồi mình nghiên cứu, rồi phải lớp nào là phải trải nghiệm từ những từ nhỏ tới lớn, rồi nó sẽ bị thất thoát với hư hao. Nhưng bây giờ là có được chuyên gia chia sẻ kết nối vậy thì nó rất là ok. Sau khi được tiếp cận với các chuyên gia thì cái sản phẩm của em từ lúc mà em chưng bằng cách thủ công nó không có bảo quản được lâu. Sau khi mà mình được biết cái chuyên gia, mình tìm tới chuyên gia rồi, được chuyên gia chia sẻ và mình được tiếp cận với máy móc công nghệ hiện đại hơn thì giúp cho cái sản phẩm yến của em là không cần dùng chất bảo quản mà có thể được bảo quản lâu, để khách hàng yên tâm khi mà đến mua sản phẩm của em là chất lượng đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo là không chất bảo quản. Từ nhu cầu thực tế tại cơ sở doanh nghiệp, Trung tâm Kiểm định Kiểm nghiệm sẽ kết nối với các nhà khoa học đến từ các viện trường chuyên môn cùng khảo sát và nghiên cứu cho ra quy trình theo mong muốn của doanh nghiệp. Thông qua cách làm sát thực tế này mà hầu hết các nghiên cứu của các nhà khoa học được doanh nghiệp ứng dụng một cách triệt để. Thông qua quá trình kết nối, hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cung cấp thông tin và điều chỉnh cho phù hợp giữa nghiên cứu và thực tiễn. Bản thân là kết nối, nhất là điển hình ví dụ Trung tâm Kiểm định Đồng Tháp nè, thuộc Sở Khoa học Công nghệ Đồng Tháp á, thì Trung tâm là rất là chủ động, tức là luôn luôn là ngoài liên hệ doanh nghiệp mà cả liên hệ nhà khoa học và gắn kết với các doanh nghiệp ở địa phương á. Vì mỗi lần thấy là Trung tâm gọi điện liên tục là địa phương cần cái này thì làm cách nào, có biện pháp nào không để mà mời, để trực tiếp xuống nói. Và kể cả ngày hôm nay đến đây không chỉ có báo cáo hội nghị mà chiều nay là còn phải đi xuống doanh nghiệp, xuống tại nơi mà người ta cần để mà xử lý rằng ở cái khâu nào ta đang cần cái khâu nào để mình giúp doanh nghiệp á, mình phải tìm giải pháp. Bởi vì nhà khoa học là phải gắn kết về thực tế với nhân cái doanh nghiệp để làm, chứ không phải mình chỉ nói trên lý thuyết, tất cả là đều vận dụng. Và nếu như dân, kể cả những cái doanh nghiệp mà kể cả những người nông dân mà cần mình làm những cái khâu nào mà hoàn toàn thì trên cái ở Bình Dương cũng như ở Sài Gòn thì công nghệ mình hoàn toàn hỗ trợ, là máy móc mình cũng hỗ trợ luôn. Thì mình cũng đang nghiên cứu là mình làm được cái dưa ngó lục bình cũng ăn rất là ngon, là người dân ở đó cũng đang ok, nhưng mà mình chưa có cái nguồn vốn để mình mở rộng thêm cái phần dịch vụ đó. Cái thứ hai nữa là nguồn gạo dùng lúa mà của người dân sử dụng phân hữu cơ bảo vệ sức khỏe cho người dân, mà mình xay ra mình chế biến ra không có chất bảo quản để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Trong hội nghị kết nối cung cầu công nghệ đợt 2 năm 2024, Trung tâm Kiểm định Kiểm nghiệm đã hỗ trợ tìm kiếm, tư vấn, kết nối, chuyển giao công nghệ giữa các cơ sở doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp ngoài tỉnh và các chuyên gia, nhà khoa học, hỗ trợ khuyến khích các cơ sở doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh đầu tư đổi mới công nghệ, nhận chuyển giao công nghệ thiết bị để áp dụng vào sản xuất và đời sống, qua đó góp phần phát triển hệ sinh thái chuyển giao công nghệ thân thiện và hiệu quả, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Thì hôm nay thì qua một cái buổi kết nối như vậy, tôi thấy có điểm rất là hay. Thì hiện nay ví dụ như trên xoài thì do là cái dư lượng thuốc hóa học nè, rồi bảo vệ thực vật nè, thì có những cái biện pháp là chúng ta test nhanh,
rồi chúng ta có những cái giải pháp để chúng ta sấy, là chúng ta chế biến, chúng ta bảo quản để sau thu hoạch và để mà kiểm soát là trước khi mà thu hoạch thì trong quá trình sản xuất. Và đặc biệt là tôi ngày hôm nay tâm đắc nhất là có một cái giải pháp để chúng ta test nhanh được những cái dư lượng tồn dư hóa học ở trong mà cái nông sản. Hội nghị kết nối cung cầu công nghệ nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà khoa học. Kết quả của chương trình hội nghị là cơ sở để các viện trường doanh nghiệp ngoài tỉnh chuyển giao công nghệ và máy móc thiết bị đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh các kết quả đạt được, hội nghị kết nối cung cầu công nghệ cũng đã phổ biến đến các cơ sở, hợp tác xã, các chính sách hỗ trợ theo tinh thần nghị quyết 44 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, cũng như giới thiệu hoạt động sàn giao dịch công nghệ đặt tại Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp. Quý khán giả, quý doanh nghiệp và các đơn vị có các nhu cầu trao đổi thông tin về khoa học công nghệ, kiểm định, kiểm nghiệm, hãy liên hệ với chúng tôi, Trung tâm Kiểm định, Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 130 đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 02773-851-833 hoặc qua email về địa chỉ dovetecvna@gmail.com để chúng tôi có thể kịp thời hỗ trợ cho quý khán giả. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả trong chương mục kỳ sau.